Rồi, xin chào anh em, chào các bác nhé. Thì em cũng quay chi tiết luôn cái con Amly 2000 Đợt Đông 2004 La Mã nha. À, 2004 La Mã để bác khách nào tham khảo thì alo em ngay nhá. Mặt đẹp quá đẹp các bác ơi. Đây, bác xem nha. Đẹp xuất sắc luôn ha. Tuyệt vời, mặt trời hôm nay về được hai con ba La Mã nha, hai La Mã và ba La Mã và bốn La Mã đẹp keng luôn ha, bác thấy nè. Đối với mà bốn La Mã thì cái sườn nó là sườn sơn sơn tinh điện màu đen rồi, nó đẹp lắm. Nhìn nó ngầu. À, đó đây là con bốn La Mã sáng giới nha các bác nha. À, chân rắc cấm là tuyệt vời, mặt trời đó các bác xem đi, quá mới luôn. À, rồi ao quá, chúng ta thì gắn qua men qua súp nha. Rồi đây là 8570 nha, công suất là 275 W các bác nha, mắc in Japan bốn cọc, còn mới con này quá là mới, hai con hôm nay về cực kỳ mới luôn đó các bác xem nha, đẹp tuyệt vời, máy quá mới nha, bác thấy không, mới chát luôn. À, đây đó, nội thất nè, miếng đồng sạch sẽ đẹp đẽ đẹp keng luôn đó các bác em, còn quá là mới đó. À, rồi không có gì để bàn cho một con đồng 2004 La Mã tuyệt đẹp các bác nhé, giá là 17 triệu bao ship toàn quốc ha, nếu bác chuyển khoản đủ nha, có một con duy nhất thôi. Đấy, rồi bây giờ em sẽ ráp nắp vô để test và giới thiệu cho các bác luôn nha. Rồi ha, anh em nha, tiếp tục ha, em đã ráp nó lại và tiếp tục hôm nay thì em về thêm được cho anh em một đôi loa ha, đó là loa Boss ha. Đời này là đời đầu tiên của Boss, đó là 601 trơn anh em nhé. Và đôi loa này được sản xuất và lắp ráp tại Mỹ ha, còn gọi là hàng Mỹ nội, Made in USA. Thì đối với Amly đời nông BMA 2004 La Mã thì hồi nãy em đã quay cho anh em về nội thất ha, mặt mũi đẹp keng rồi. Bây giờ em phải sơ lược một lần nữa và em sẽ giới thiệu cùng với anh em đó cặp đôi loa Boss 601 anh em nha. À, máy đẹp lắm anh em ơi. Anh em nha. Rồi đây là phần của Amly ha, 17 triệu bao ship toàn quốc anh em nha. Về loi loa Boss 601 trơn ha. Thì hôm nay em về đôi này trong tình trạng là nguyên zin cho anh em chơi, chỉ có thay gân anh em nha. Những đôi này bắt buộc là gân phải đâm mục hết, mình phải thay anh em nha. Đó. Và lưới bố của nó vẫn là lưới bố zin anh em. À, lưới bố zin nha, không phải lưới bố mà lưới bố thay nha, con này là đôi zin hết. À, thùng bách thì tuyệt đẹp cho anh em chơi nha, đời này nó thế này là đẹp tuyệt vời luôn đó nè anh em. À, bên gỗ này nha, còn rất là đẹp ha. Ừ, bên đây cũng vậy nè, nè anh em thấy không, gỗ lạng nha chứ không phải là gỗ si anh em nha, nó là gỗ lạng ha, nó là gỗ lạng đấy, rất là đẹp, so với nó là rất là đẹp rồi. Đây anh em thấy đẹp. À, đây sau lưng anh em thấy nè, đó không có mẻ bể nở nguyên bụi nguyên mầm anh em thấy nha. Đó em quay lại cái cho anh em thấy phương hàng phía dưới là Made in USA anh em nha. Đó. Ừ, rất là đẹp luôn, đúng left right luôn anh em nha. Và đôi loa 601 trơn này thì nó sử dụng 2 bass 20 và 2 trép anh em nha. 2 bass 20 và 2 trép nó giống như 601 và 601 CD2 và CD3 nó vậy đó, nhưng mà cái cấu tạo của cái thùng thiết kế khác nhau thôi. À, nó vẫn có một cái bass phía bên trên và một cái bass phía bên dưới đây, và bốn cái trép nó gắn ở trên đây mỗi bên hai cái anh em nha. Đó. Nhưng mà rút gọn lại cho nhìn cái thùng nó vuông vắn hơn. À. Và những cái đôi này anh em thì anh em biết rồi, nó nghe nhạc ha và hát karaoke thì quá là tuyệt vời, cái trung âm của nó để chúng ta hát karaoke tiếng nó ngọt và nó hay. À, giá nó lại mềm. À, giá em này chỉ có đối với shop em á thì bán giá nó ngang về lại 501 series 4, còn giá thị trường thì hiện tại nó dao động từ 19 đến 19 triệu 500 một đôi, mà giá tại shop em chỉ có 18 triệu 500 ngàn bao ship toàn quốc luôn cho anh em nhé. Chỉ có 18 triệu 500 ngàn cho một đôi đẹp xuất sắc như thế này. À, 601 trơn anh em nhé, Made in USA, lo là bao zin cho anh em, chỉ có thay gân thôi đây. À, cho anh em dễ chơi. Ừ, nó vẫn có đôi này nó lâu rồi cho nó vẫn có cái vết anh em nhé, mình không thể tránh khỏi đây nè. À, nhỏ nhỏ thôi đó nè, nó vẫn liền qua ha, nó có chút xíu đó thôi. À, còn lo còn lại là đẹp hết, căng căng zin, căng lưới bố zin anh em nha, căng lưới bố zin ha.
Rồi. Rồi. Thì em ghép cùng với nó là con 2004 La Mã anh em nha, 2004 La Mã. À. Anh em có thể ghép xanh xuôi nè. À, ghép những con xanh xuôi ra. Xanh xuôi 707 là extra này nè. À, 707 là trà đẹp can nè. 309 DG nè. Thậm chí 607 Y vẫn ok anh em nhé. 607 Y con này có hồi gỗ giá là 6 triệu anh em nhé. Con này ở bên có quay rồi, những con này đã quay anh em. 307 DG nè. À, đền ông 880, 890. Rồi 707 extra, 607 là extra đấy nè. Đánh tuyệt vời cho anh em chơi ha. Đó. Rồi em mời anh em nghe thử một đoạn rumba nhé. Bass em chưa có lên hết và trép cũng chưa có lên hết nha, trên 5 ly anh em nha. Rồi. À, chất âm rất là ấn tượng anh em nha. Con này thì nếu so về bass thì nó đầy và nó tròn hơn là của 501 Series 4 anh em nha. Tại vì nó là hai bass 20, hai củ. Còn 501 Series 4 thì nó chỉ có một củ bass 25 thôi. Đây nè. À. Rồi nó thì tới 4 trép, một bên đó là 4 trép ha. À, nên em nó đầy đủ tiếng hơn. À, mà giá thì lại tốt anh em nha. À, và em xin nhắc giá lại một lần nữa để cho anh em mình yêu từ iPhone cho em nhé. Thì đôi loa Boss 601 trơn có mức giá là 18 triệu 500 ngàn bao ship toàn quốc. Và con Amply hay Đàn Ông 2004 La Mã có mức giá là 17 triệu ha, bao ship toàn quốc cho anh em chơi. Và tới đây thì em xin kết thúc, giá trên là bao ship toàn quốc cho anh em nếu anh em chịu khoản đủ. Anh em nào ship gọt lưu ý chuyển trước giúp em 20% rồi em không bao ship với gọt. Xin cảm ơn rất nhiều.